chứ con chó đi bên sau con chạy khổ lắm. Người đẹp như kiều mỹ. Đẻ rồi nghe mấy con. Chó nhà đẻ hả? Hai con này nó còn to, nó chưa có nhảy được. Thôi để nghe từ từ đi. Để quay quay nhỏ này cho Hồng Thái nó tiếp. Quay lại bị cho ánh sáng. Về là ánh sáng đầy đủ. Đó, đường của lúc nào cũng đi theo cậu. Đấy, con nói con qua bên quận 7 con chơi hoài, chưa qua được. Bữa nào con qua mà. À, tối mai cậu rủ tụi nó là sinh nhật của con Trắng Hoàng Mai. Tối mai tụi nó rủ tụi nó qua ốc mà chứ 10 đây là cậu đi rồi. Khoảng mấy giờ con? Qua chơi luôn. Làm tính gì xuất tiện cơ. Nó bằng mũ hả nhỉ? Nó to rồi. Nó xe cho có hàng nha. Cái gì nó tối luôn. Ốc ốc ốc. Hôm nay người ta có tiền đó. Cái sân để xe. Ông gắn đồ cây vô mới chích kèo sắc. Gần lại. Ơ, cái sân. Hôm nay có sự tham gia của Phó Giám đốc Hát Hội. Gì vậy? Vui ha, là vui. Đã bị lên chúng ta ơi. Đó, mà tôi chưa kết bạn anh thôi. Tôi không biết là ai xài tên hay không. Đỡ tao luôn rồi. Trời ơi, con sẽ tới nha.
mà lại đứa cái nói là tao quay rồi. Dạ. Rồi lại vô đó, vô đó đứng chơi. Đây là cái bình xa là em ngày xưa tắm cá, mình cũng dậy tắm. Mặt này nó dậy tắm là đúng rồi. Vô vậy. À, đây đây đúng rồi, đây này tấm cáp đúng rồi, bữa thời gian ông của Bình Long à. Cô này là cô làm dây cám đó, chung với cô Hoàng. Ừ. Hồi xưa con coi ở đoàn Bình Long. Đúng rồi. Nhỏ xíu à. Đúng rồi. Coi ở Thọ đó. Đúng rồi con. Phải rồi, phường 24. Phường 21 con nhớ. Đúng rồi, đúng rồi. Cha mẹ con. Nhớ mà nhỏ thấy con mà. Con phải kêu cám, kêu con cá bóng lên đó. Ừ. Ghê lắm. Ừ. Bóng 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 bóng. Đây là cô này là vợ của chú Lợi, chú Lợi đã mất rồi. Dạ rồi, chào cô. À, anh Điền Phong, à, đây là anh Điền Phong, ngày xưa Quỳnh Long á, anh trẻ, anh cũng làm hoàng tử, mà bây giờ anh như vậy đó. Dạ, đó con. À, lại đây, lại đây. Cô này là giai, con nhớ cái giai Bùng Thị Bé không? Cái giai mà đi thử hài đó, bự đưa đưa cái đít bự bự đó, đó là cái cô này. Của Quỳnh Long. À, đó, tất cả những cô này đều là nghệ sĩ hết của bên hát bội. Còn anh này là anh hậu đài của Trần Vũ Trang đó con. Anh Mẫn. Rồi Trang, tất cả là nghệ sĩ, rồi hậu đài này kia rồi. Đây 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 coi đây đây nghe nè. Coi nhỏ được phải không? Ở đây nhìn lên. Đây. Thì thật ra thì tuổi này nó mấy em này còn nhỏ nó không biết gì đâu, đi con thì còn hơi không biết đó. Thì nói chung là Bình Long hồi xưa là có đi coi, thì còn nhỏ giờ cha mẹ chắc đi coi coi hát của mày và ngoài trời đó, cho nên là biết cái tuần tấm cám hồi xưa là tấm là cô này. Ừ, đó đó là tấm là cô này, rồi cô Mai nữa, rồi cô Kiều Minh Trang nữa. Đó chia ra tất cả làm tấm. Đúng rồi, tấm. Đây là có hai người đóng lận. Đúng rồi. Hai người chia nhau ra. Hai dài. Còn Văn Mỹ là chú Hữu Lợi, chồng của cô này đó. Và chồng cô này. Còn Nội Giám là chú Đức Lợi. Chú là chồng cô Mai. Đó. Mấy em này ở nhỏ là không biết gì đâu. Lúc mình đó là nó chưa xuất hiện trên đời nữa. Cô này cũng có nói là má của cô ái mộ cô Mai đúng không? Dạ. Thôi mẹ con thì biết cái lương nhiều. Có nên thế mà nhớ hồi nhỏ nè. Hồi nhỏ là chỉ có báo thôi chứ chưa được coi có anh thấy gì hồ đề à, anh báo là hồi đó là nghe cái ngày mà rồi mất nghe mất á đúng rồi à, có hình ảnh thêm lên tiếng này kia anh biểu nữa nha đó hồi đó tôi bỏ cánh đen đúng rồi cảm ơn con lâu quá ha lâu cái chuyện lâu rồi đập sớm vẫn vài năm gần đây có ai còn lại diễn không diễn thì nếu mà cần thì mấy cô sẵn sàng diễn mà coi như là nó không được như ngày xưa thôi đó và hội sân khấu vừa qua mới tổ chức đó, là cô Mai cô Xuân Yến cô Thanh Loan có cô Thanh Thế mình thấy cô Bình đó cổ mới vừa cho tụi mình đó là tưởng ra là diễn trong cái ngày cúng tổ đó con tụi cô cũng diễn hình như cô chị Bạch Lê về đây gặp em là đang có về rồi dần về trở lại phát rồi Bạch Lê là em dâu của cô là vợ của chú Thanh Bạch thôi mình ngồi đi ha, ở đây ngồi đi. Mời cơm. Đi mời. Chúng ta mình đi nha. Mấy cô chú ơi. Cô vô đây, chụp đi. Vô đây, chụp đi. Mấy bây giờ. Bye.
tam chị chấp thành á. Lúc nhà chứ mình thở thôi chứ mình sao. Ra mắt không? Sự giúp đỡ mọi người chắc chắn danh sách
Cảm ơn nhiều.
thường là mấy cổ như thế là cái đêm của con trai người chết người ta có thể kích cái Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tao ra, tao ra. 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 Tao ra.